Và hôm nay trong hành trình xuyên Việt của đội truyền thông thì chúng tôi lại có mặt tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tiến hành chia sẻ với các bạn một mẫu nhà vườn mái Thái theo phong cách hiện đại được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Trọng. Vâng, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp được công ty chúng tôi tiến hành thiết kế trên 63 tỉnh thành. Và hôm nay trong hành trình xuyên Việt của đội truyền thông thì chúng tôi lại có mặt tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tiến hành chia sẻ với các bạn một mẫu nhà vườn mái Thái theo phong cách hiện đại được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Trọng. Và đứng bên cạnh tôi đây là anh Trọng, chủ nhân của căn nhà vườn, sắp tới tôi sẽ chia sẻ với tất cả mọi người. Thì lời đầu tiên em xin được phép là gửi lời chào đến anh Trọng ạ. Chào anh. Dạ vâng. Và anh Trọng có thể chia sẻ với mọi người là cái công trình này của gia đình anh thì khi mà anh đang muốn là thiết kế và thi công cho gia đình mình một cái mẫu nhà vườn thì tại sao anh lại chọn Kisato làm cái đơn vị thiết kế cho gia đình mình ạ? Vâng, xin chào mọi người. Thì tôi đây là cũng là chủ căn nhà này. Thì trước tiên tôi chuẩn bị có ý tưởng để làm một căn nhà vườn mái Thái thì tôi cũng đã tìm hiểu đến trên mạng và tôi được biết đến công ty Kisato. Vâng. Thì tôi thấy trên YouTube thì họ đưa lên rất nhiều những công trình và những căn nhà cực kỳ đẹp. Vâng. Mà chi phí lại rẻ. Cho nên tôi cũng xem rất nhiều nơi và xem rất nhiều YouTube của những công ty khác, nhưng mà về sau này thì tôi lại lựa chọn công ty Kisato. Vâng ạ. Thì có một đội ngũ kỹ thuật rất là chuyên nghiệp đến khảo sát, bay la cam trên khuôn viên đất của tôi và đã thiết kế cho tôi được một căn nhà ưng ý. Dạ vâng. Tôi xin cảm ơn công ty rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh nhiều. Và anh Trọng có thể chia sẻ mọi người là trong cái quá trình mà mình tiến hành thi công cái mẫu nhà vườn này thì các bác thợ có gặp khó khăn gì về cái việc đọc cái bộ bản vẽ của bên công ty cung cấp không anh? Không. Cái này thì bác thợ rất là giỏi về cái bên thi công, cho nên là họ đến họ nhìn bản vẽ cái là họ đã nắm bắt được ngay cái công thức ban đầu rồi. Dạ vâng. Cho nên tôi cũng không mất thời gian gì nhiều. Vâng. Và công trình này thì anh có thấy là nó có điểm gì nó khác biệt hơn so với cái kiến trúc ở xung quanh cái khu vực nhà mình không ạ? Chắc chắn là khác, bởi vì ở đây là chắc chắn ở xung quanh đây khoảng độ bán kính khoảng 3 km thì không có căn nhà nào giống căn nhà của mình cả. Vâng. Chỉ có những căn nhà họ xây thì họ xây 2-3 tầng cơ. Rồi. Nhưng mà nó cũng không có nhiều, nó chỉ 1-2 căn thôi. Dạ. Còn nguyên khu vực tôi là đây là tiên phong đi đầu khu vực này là sử dụng bản vẽ và kiến trúc sư của công ty Kisato mình. Dạ vâng. Và cái công trình này thì chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều người đến đây để thăm lại và xin cái nhiều mẫu lắm. Được không ạ? Ừ, nhiều. Dạ vâng. Trước khi làm xong thì nhiều người đến xin bản vẽ nhưng tôi cũng nghĩ là mình không có cho, nhưng mà bởi vì mình nghĩ là không phải là không cho, nhưng mà cái mảnh đất của người ta sẽ khác với đất của mình. Đúng rồi ạ. Nên là mỗi căn nhà lên thì nó khác nhau. Vâng. Nên là mình cũng cho anh em tham khảo rồi nhìn rồi về cũng làm thôi. Vâng. Không biết. Và anh có thể chia sẻ thêm một xíu cho khán giả được biết là để hoàn thiện một cái căn nhà vườn có diện tích sử dụng là gần 160m² như thế này thì gia đình mình bỏ ra cái chi phí khoảng tầm bao nhiêu được không ạ? Thì nói chung là gói gọn trong chi phí mình căn nhà không thì nói cho chỉ rộng gói gọn như căn nhà mình đây mình làm lên nó khoảng độ một tí, trên một tí. Vâng. Thì vâng, thì lát nữa thì em sẽ xin phép là anh Trọng được vào ở phía bên trong để thăm lại toàn bộ những cái công năng để chia sẻ với mọi người toàn bộ những cái chi tiết mà bên công ty đã tiến hành thiết kế cho gia đình được, mình okay, không anh? Ok, được. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Và sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái kích thước mà chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình anh cùng với những cái chi tiết kiến trúc ở phía bên ngoài trước các bạn nhé. Thì dựa trên mặt tiền của tổng công trình này là 10m các bạn nhé, và chiều sâu tổng thể là 15,8m. Thì chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh theo cái hình khối và theo cái phong cách là mái Thái hiện đại. Các bạn có thể nhìn thấy là những cái phần hệ mái được chúng tôi thiết kế chồng xếp lên nhau ở phần phía trước mặt tiền kết hợp với những cái phần hệ mái được chúng tôi bố trí ở phía bên là sảnh phụ bạn nhé, nó sẽ tạo ra một hình khối rất là cân đối cho toàn thể công trình.
Và từ phần sân bước lên phần nền nhà, chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh là 5 bậc. Kết hợp vào đấy chúng tôi cũng sẽ phối vào cái mảng màu để làm sao nó phù hợp với tổng thể màu của toàn bộ công trình. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy chúng tôi sẽ tạo ra cho gia đình anh một khu vực sảnh chính ở đây và một khu vực sảnh phụ ở ngay phía bên này để làm sao công trình nó phải có một cái sự cân đối và nó phải có một công năng sử dụng là tối đa. Và các bạn có thể nhìn thấy là chúng tôi sẽ kết hợp thêm những cái đường kẻ chỉ ngang tường và những cái phần là gạch ốp ở dưới cái phần bậu cửa sổ các bạn nhé. Thì những cái phần này nó sẽ tạo ra những cái điểm nhấn, những cái gờ phân tầng cho toàn bộ công trình, tạo ra những cái điểm nhấn ở mặt tiền. Và phía trước phần cửa sổ này chúng tôi sẽ tạo ra cho gia đình anh thêm một cái hồ cá nhỏ ở dưới các bạn nhá. Thì nó sẽ tạo ra một cái tiểu cảnh rất là đẹp cho toàn bộ công trình của gia đình anh ở phía trước mặt tiền cũng như cái không gian sân vườn. Và đây, các cái phần mái chữ A chúng tôi sẽ kết hợp giữa các mảng màu rồi kết hợp thêm những cái chi tiết là đèn ốp tường, đèn ốp trần để làm sao có những cái điểm nhấn đặc biệt cho toàn bộ cái không gian ở phía trước. Và các bạn có thể nhìn thấy là chúng tôi sẽ sử dụng là hầu hết toàn bộ những cái hệ cửa là kết hợp giữa gỗ palo kính để làm sao lấy ánh sáng xuyên vào các cái phòng công năng ở phía bên trong. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn những cái chi tiết ở phía bên trong, những cái công năng mà chúng tôi đã tiến hành thiết kế cho gia đình anh Trọng nhé. Vâng, và đây là không gian phòng khách mà chúng tôi đã bố trí thiết kế cho gia đình anh Trọng các bạn nhé. Và không gian phòng khách này sẽ có diện tích là 33,91 m² kết hợp với không gian phòng bếp ở phía dưới, nó tạo ra một cái không gian mở các bạn nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy trong cái không gian phòng khách này chúng tôi sẽ sử dụng là toàn bộ là hệ thống trần thạch cao và anh sẽ kết hợp thêm những cái tấm ốp PVC vân đá ở phía bên trên để tạo ra điểm nhấn cho toàn bộ không gian phòng khách. Và trong không gian phòng khách này chúng tôi sẽ mở ra các cái hệ cửa để lấy ánh sáng và không khí tự nhiên. Đây thì gia đình sẽ kết hợp thêm là những cái chi tiết hệ rèm này để có thể tạo thêm những cái điểm nhấn các bạn nhé. Và ở phần tường thì gia đình sẽ chạy vào cái chỉ gỗ ở dưới cầm cao khoảng tầm là 1m2 thế này, kết hợp với những cái chi tiết gạch ốp lát 300-600 ở phía dưới các bạn nhé. Và ở đây thì gia đình sẽ bố trí đầy đủ các cái đồ nội thất cơ bản để làm sao là phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình một cách là tối ưu nhất. Và các cái bức tranh thì cũng được gia đình là sử dụng để tạo cái điểm nhấn cho không gian của khu vực phòng khách các bạn nhé. Và sau này thì chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh một cái hệ lam và một cái phần bức tường để là ngăn cách sơ với cái khu vực phòng bếp ở phía bên dưới. Và khu vực phòng bếp này cũng được chúng tôi là thiết kế cho gia đình anh với diện tích là 41,09 m² các bạn nhé. Cũng được gia đình anh bố trí đầy đủ các cái hệ tủ để lấy, để là phục vụ cái nhu cầu sử dụng của gia đình, các hệ cửa để lấy ánh sáng và không khí tự nhiên, hệ thống trần thạch cao kết hợp với các cái chi tiết là sơn dạ gỗ để tạo điểm nhấn các bạn nhé. Và đây là một cái hệ cửa để kết nối ra cái không gian sảnh phụ ở phía bên ngoài. Và toàn bộ mặt bằng của gia đình thì gia đình sẽ sử dụng là gạch ốp lát có kích thước là 80-80 vân mây granite các bạn nhé. Và đây các bạn có thể nhìn thấy một cái hệ cửa để kết nối ra cái khu vực sân ướt và nhà để xe ở phía bên sau, được chúng tôi thiết kế một cách rất là tinh tế để làm sao kết nối ra cái phần sân sau tối đa cái công năng sử dụng cho toàn bộ công trình của gia đình anh Trọng. Và trong cái không gian nhà của gia đình anh, chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình anh là 3 phòng ngủ các bạn nhé. Đầu tiên là phòng ngủ số 1. Thì phòng ngủ này thì kết nối vào cũng sử dụng là toàn bộ cái vật liệu cửa là cửa gỗ có khuôn bao. Và trong này thì chúng tôi cũng bố trí đầy đủ các cái hệ thống giường tủ để làm sao gia đình có thể là sử dụng một cách tối ưu nhất về toàn bộ công năng của căn nhà. Và phòng ngủ này sẽ có diện tích sử dụng là 18,59 m², kết hợp với một khu vực nhà vệ sinh được chúng tôi bố trí với diện tích là 4,13 m² các bạn nhé. Và trong này cũng sử dụng là hệ thống trần thạch cao, các cái hệ cửa được chúng tôi mở ở phía mặt hông để lấy ánh sáng và không khí tự nhiên. Và bây giờ là không gian phòng ngủ số 2. Thì không gian phòng ngủ số 2 được chúng tôi bố trí thiết kế với diện tích 13,61 m², cũng là một không gian phòng ngủ được chúng tôi mở ra cái hệ cửa ở phía mặt hông để lấy ánh sáng và không khí tự nhiên. Kết hợp trong đây chúng tôi cũng bố trí đầy đủ các cái hệ thống là giường tủ rồi bàn học để làm sao phục vụ cho nhu cầu sử dụng của chủ nhân của căn phòng ngủ này, và hệ thống trần cũng là hệ thống trần thạch cao. Tiếp theo là không gian của khu vực phòng ngủ số 3. Thì không gian của khu vực phòng ngủ số 3 là một không gian phòng ngủ rộng 14,06 m² các bạn nhé. Và không gian phòng ngủ này sẽ có một cái hệ cửa ở phía mặt tiền, một hệ cửa ở phía mặt hông để lấy ánh sáng và không khí tự nhiên. Hệ trần cũng là hệ trần thạch cao. Và ở phía dưới này thì chúng tôi còn bố trí thêm cho gia đình anh một cái khu vực là nhà vệ sinh chung được bố trí ở phía là phần sân sau của công trình các bạn nhé. Vâng, và vừa rồi tôi vừa chia sẻ với các bạn một mẫu nhà vườn mái Thái theo phong cách hiện đại được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Trọng tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Thì nếu các bạn đang quan tâm đến mẫu nhà vườn có giá trị đầu tư là 1,2 tỷ đồng này thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn cho các bạn một cách rõ ràng nhất về toàn bộ công trình và mẫu nhà này. Và nếu các bạn đang quan tâm đến cái dịch vụ thiết kế của bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn khảo sát thiết kế cho gia đình bạn một mẫu nhà vườn, một mẫu nhà 2 tầng đáp ứng được những cái yêu cầu và kỳ vọng của gia đình các bạn. Thì hôm nay em cũng rất cảm ơn là gia đình anh Trọng đã tạo điều kiện để anh em kiến trúc Kisato có thể về đây để thăm lại cái sản phẩm thiết kế của bên công ty. Dạ vâng. Thì nhân tiện đây thì công ty cũng có một cái phần quà muốn gửi tới cho gia đình mình. Cảm ơn gia đình mình đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành với công ty anh nhé. Dạ rồi, cảm ơn công ty nhiều nhé. Dạ vâng. Vâng. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về bộ nhà đẹp trong chương trình lần sau.